Wow, cái chùm này thiệt là ngon luôn cả nhà mình ơi. Mê dễ sợ. Hello cả nhà mình có khỏe không? Ngày hôm nay mình đi thu hoạch nho nha cả nhà ơi. Đây, nắng quá cả. Mỗi năm thì cái vàng nho này rất là có nhiều trái nên là năm nào cũng cứ lặp đi lặp lại như vậy hết đây. Ê, dễ thương chưa? Đây mê lắm cả nhà ơi. Cái vàng nho này thì cũng là cũng cũng tầm với cái cây sung này cả nhà mình. Tầm với cây sung này chắc cũng cỡ 5 năm rồi đó. Thì cái đây là nguyên một cái đường mình bắt cái vàng này lại đây để cho nó mọc ra nè cả nhà mình. Mê dễ sợ luôn. Cái chùm này cả nhà mình ơi. Chín hết rồi. Wow, baby tí hon nè cả nhà mình, tí. Wow. Đã quá luôn đây. Mình bỏ vô đây. Con đố này mình mới mua nè cả nhà mình. 5 đô nè. Đây mình bỏ vô đây. Rồi. Ồ mình cắt mấy cái chùm ngoài trước đi nè. Con rọi xuống đây cho ông bà cô bác coi đi. Cái đó đủ rồi. Ôi, mình cắt hết nó chín rồi con. Nó chín hết rồi mình phải cắt cho mấy. Con nhớ năm rồi không? Nó bị khô rồi nó bị nứt nẻ không? Đây, đây. Nhiều lắm. Tại vì nó chín hết rồi con phải cắt cho. Thôi mình bỏ cái nón lá ra luôn, mình chui xuống đây mình cắt. Con cắt được không? Kéo xuống. Wow. Ôi da. Con zoom sát sát vô đây cho ông bà cô bác coi. Đó này. Wow, cái chùm này thiệt là ngon. Mê dễ sợ chưa? Đây, ok nè. Rồi. Wow. Rồi, đây một chùm nữa. Trời ơi trời. Wow. Không ngờ luôn. Đây cả nhà mình. Thì tự nhiên có chùm ngon, có chùm xấu nha cả nhà mình, giống như chùm này. Wow, chùm này rất là ngon mà cả nhà thấy không? Nó tại vì gặp nước hôm qua trời mưa đó cả nhà, cái nước à. Đó, rồi. Cái nho gì mà mọc gần nhau chùm chùm chùm. Mà nó rối ở trong này, rối đội hình luôn. Đây, mấy cái trái này nhỏ nhỏ mình cắt luôn đi. Đây, cái chùm này ngon nè cả nhà mình. Đây, con bỏ vô đi. Quá trời khó, cắt khó luôn cả nhà mình ơi. Đây. Đây, nè. Đây là mới có một rổ gần ở đây thôi cả nhà mình, đi gần gần lại đây nữa nè. Đó là có khúc đầu tiên thôi đó nha, khúc đầu tiên thôi. Rồi đi tới cái khúc giữa nè, rồi khúc cuối nè. Để ở trong mình khó khó mình cắt sao đi. Mình đi vòng rìa phía ngoài trước. Chín hết rồi nè. Đó. Nho thì có trái ngon, trái không, không hiểu vì sao luôn cả nhà mình ơi, không hiểu vì sao. Cả nhà thấy không? Quá trời cái gì mà nhiều dễ sợ luôn. Mà mấy cái chùm này không biết tại sao mà nó xấu xí quá cả nhà mình. Nó thiếu nước hay sao nè. Nó rất là nhiều luôn. Đó. Mà nó cái tẻo tèo teo à. Ơi, xấu quá xấu luôn, bỏ đi. Ở trong kia quá bự luôn, mình muốn hái cái chùm đó. Ồ, nè con. Cầm. Quá trời. Năm nay là hên là mình cũng canh canh đi hái cũng gần gần cuối rồi. Đây. Thu hoạch vườn nho. Mời cả nhà ăn nho. Đi vô trong đây. Ten ten. Đây làm tâm neo coi. Yeah. Quá trời ngon. Rửa thử cho mình ăn đi. Ngọt. Ngọt lắm thì không ngọt lắm mà ngọt ngọt chua chua nha cả nhà mình, rất là ngon. Đây là cái hộp đu đủ Hawaii. Mình mua đu đủ Hawaii mình ăn, giờ mình lấy hộp mình phơi khô nè cả nhà mình. Tháng 11 này thì mình đem qua cho ngoại, mốt ngoại ngoại trồng thử coi nó lên được không. Kết thúc cái việc hái nho ngày hôm nay. Ten 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 ten. Cả nhà thấy đã quá chưa? Ngon quá chưa? Đã. Lỡ mình hái chùm này xanh xanh rồi. Mình ăn không hết thì mình ngâm rượu thôi. Bye bye cả nhà mình, chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Nếu mà cả nhà có coi video của mình thì nhớ ủng hộ mình nha. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình trồng được ở tiểu bang của mình ở Washington State. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều nhiều. Xin chào cả nhà mình, hẹn gặp lại nha. Bye bye.